Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử của chương trình VNEEP. Đây là hình thức truyền thông hoàn toàn mới, sáng tạo về tiết kiệm năng lượng, đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. Với hình thức này, ngay từ năm đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm tham gia sôi nổi của đông đảo đối tượng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc những con số ấn tượng về số người tham gia lượt trả lời câu hỏi mỗi kỳ thi cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề tiết kiệm năng lượng là rất lớn đồng thời cũng là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực của bộ công thương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng tại lễ phát động diễn đàn tiết kiệm năng lượng, hiện thực hóa cam kết net zero đã được tổ chức, diễn đàn cung cấp thông tin đa chiều về vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm hiện thực hóa cam kết net zero vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại COP 26.